Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin về các nội dung của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, gồm tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan đơn vị, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các luận điệu lợi dụng tình hình để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước và quân đội.